Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh Kỷ Niệm Vô Giá. Chúc mọi người mơ thật nhiều sức khỏe và thành công nha. Hôm nay mình mới đi mua được chai dầu chống reset đa năng này, 40 ngàn một chai như vậy nha. Nên là nó có 5 công dụng mà tiếng Anh mình không biết dịch sao nha. Đây, nó sẽ dùng cho cưa xích này, bôi trơn này, xịt lốp xe này, xịt máy này, xịt cửa sổ, xịt quạt tùm lum nha. Đây, dầu chống reset X5 Baco này, hỗn hợp gồm dầu cao cấp dễ thấm này, nhờn với công thức cải tiến hóa đậm đặc chống reset này, ứng dụng khả năng bôi trơn và hóa lỏng các bộ phận đã reset này, bảo vệ kim loại chống reset ăn mòn này, khả năng chống thấm, làm sạch và thẩm thấu này. Lắp đều trước khi sử dụng nha, nồi xịt đến khu vực đấy trong chờ 4 phút để thẩm thấu nha. Giờ đây xe mình đã rất là bẩn, không có rửa hết nha. Rồi mình sẽ xịt thử đây để 4 phút xem như thế nào nha. Xịt thử chỗ này. Mọi người để vài xịt cũng được. Đấy, xịt thử đấy coi. Xịt thử cái ốc này thử coi. Xem nó có hết không nha. Đấy, mọi người chờ mình thêm 4 phút nữa nha. Được cả 5 phút rồi nha, giờ mình sẽ chà thử nha. Mình chuẩn bị can nước mình chà. À, chỗ mình xịt này. Chẳng ra được tí nào nha, chỗ này cũng vậy nha. Chỗ đầu bò này nó chà không ra nha. Rồi. Chỗ này cũng vậy nè, nãy mình xịt này. Thấy là mình lấy bàn chà, mình chà rồi nha. Không ra được tí nào nha. Cái này dùng để chắc là để bôi trơn xích thôi, nó lại chống thôi chứ còn không có tẩy được reset nha. Mọi người cân nhắc trước khi sử dụng nha. Đấy, tra như vậy. Tẩy reset thì không tẩy được, chỉ có là gọi là xịt cho nó bôi trơn trong sen xích vậy thôi. Chống được tí nào thì chống thôi nha, chủ yếu là bôi trơn. Mọi người cân nhắc trước khi sử dụng nha. Cảm ơn tất cả mọi người xem hết video nha. Mọi người nhớ like đăng ký kênh nha. Chương trình hẹn gặp lại mọi người trong video ngày mai nha.